Xin chào các bạn, chào quay trở lại kênh Thuyền Tình Pro. Này tôi sẽ dẫn các bạn cách cài vào cổng khóa máy linh của máy Xiaomi Redmi 12C nhé. Đây hiện tại thì nó chưa khóa mật khẩu nhé, sẽ phút lên để thực hiện. Thì đầu tiên, trước tiên ta phải đảm bảo nhớ mật khẩu của bạn vừa cài nhé, vì vẫn quên thì bạn phải xóa mật khẩu xem Pro hướng dẫn mình nhé. Thực hiện đầu tiên ta bật cài đặt này, ta kéo xuống chọn mật khẩu bảo mật. Đây màn hình vân tay khuôn mặt đó. Đấy, ta sẽ chọn màn hình trước nhé, mật khẩu nguyên số tôi chọn là 4 hoặc nhiều ký tự nhé, cái dòng dưới cùng nhé, cái này bảo mật cao nhất. Đấy, cái này nó gồm có ký tự A còng đặc biệt vân vân. Tôi chọn thang này 123 A này, thang 123 A nhé. Tiếp tục tôi chọn lại này, nhập lại lần nữa này. Ok, cái này bạn hủy đã nhé. Tôi khóa này mở. Đấy, nó sẽ hiển thị cái này. Ta sẽ phải vào thang này 123 A. Ta sẽ ấn Enter này. Bây giờ ta phải đổi mật khẩu, ta nhập lại lần nữa nhé, nhập lại cái mật khẩu cũ của mình nhé. Đấy, tiếp theo này, mapin thì 4 đến 16 chữ số. Các bạn có thể nhập tối thiểu là 4 và tối đa là 16 nhé. Các bạn thích nhập bao nhiêu nhập. 56 tôi nhập 16 chẳng hạn. Nhập lại lần nữa. Ok. Để tôi khóa nhé. Đó, nó sẽ là mã pin kiểu này nhé. Nhìn con số muốn chỉ số nhập. Đó, tiếp theo đổi thì ta sẽ nhập lại lần nữa. Tiếp theo này, tôi chọn hình mở khóa. Rồi. Ít nhất là 4 điểm nhé. Đây, 3 điểm không được nhé. Tôi vẽ đơn giản một hình này. Vẽ lại hình nữa đây, xác nhận này. Đó, vẽ tôi khóa này. Đó, nó sẽ hình mở khóa khác nhé. Rồi, tiếp theo thêm vân tay này, ta bấm mở khóa vân tay. Thì ta phải đặt mật khẩu mình khóa trước thì mới thêm được vân tay nhé. Đây, ta sẽ ấn nhà đằng sau nhé. Ấn nhà như đây cho mình nhé. Hiển thị tràn vân tay mình, tràn lên cho nó tràn nghiêng lên. Đó, xong khuôn mặt thì bắt hủy cả nhé. Vân tay bắt thì đổi tên hoặc thêm vân tay khác cũng được đấy. Đó, khóa này ấn đi rất là nhạy nhá. Vạch ra này màn hình khuôn mặt này, vẽ mật khẩu mình khóa này, ấn ta sẽ quay cam vào khuôn mặt mình nhá. Ấn bắt đầu này. Tiếp theo này, tôi sẽ quay cam, nhưng mà con em bị hỏng cam rồi, ra rồi. Ok, như vậy xong nhé. Khuôn mặt một ta có thể thêm rất nhiều khuôn mặt nhé, tùy các bạn. Bản thân đây, thêm dữ liệu khuôn mặt để cho khuôn mặt khác. Ở lại màn hình khóa, sau khi mở khóa mà tắt chỗ này đi thì nó sẽ sáng luôn nhé. Khóa này, tôi gõ tay nhé, mở sáng này, quay mặt này. Đấy, nó sẽ mở luôn. Rồi, để xóa đi thì ta làm nào? Ta sẽ vào cài đặt, kéo xuống vào mật khẩu bảo mật, khuôn mặt trước này, vẽ mật khẩu mình khóa. Ta vào khuôn mặt 1 này, xóa dữ liệu khuôn mặt này. Ok này. Rồi, quay ra này, vân tay này, vẽ mật khẩu mình khóa này. Bấm vào vân tay 1 này, xóa vân tay này. Ok. Quay ra này, màn hình khóa này. Vẽ lại. Bây giờ ta sẽ chọn vào dòng 1 thì tắt. Đó, ấn luôn xong. Rồi bây giờ nó chỉ là vuốt thôi. Đó, xong. Vừa rồi mình vừa dẫn các bạn cách cài một khẩu khóa màn hình trên của máy Xiaomi Redmi 12C. Chúc các bạn thành công. Các bạn nhớ like, chia sẻ video và đăng ký kênh của mình nhé. Chào các bạn.